anh à? Ừ, anh đây. Anh đang ở chỗ văn phòng bất động sản đây này. Ừ, đến luôn nhé. Đến luôn, không anh em mình gặp nhau bàn ít về việc đất cát thì. Rồi rồi. Rồi rồi, anh đứng anh đợi. Qua các dự án đi. Anh đang kết lô này này. Tư vấn anh cái lô này. Đây anh cứ xem đây, dự án quanh đây là đầu này là em sẽ xây hết shop house và các biệt thự, chỗ này là các biệt thự liền kề. Đấy, anh cứ ngắm đất xem qua đi về hướng rồi về vị trí. Rất chi là đẹp, xung quanh đây là có dân ở hết rồi. Chiều thì có chợ ở đây, rất chi là ấm, đường thì rất chi là rộng. Không xấu, không đẹp bằng cái vế bên này. Đây, anh cứ ngắm đây, sơ đồ có đây hết rồi. Anh cứ ngắm đây, ngoài kia sẽ là một tuyến đường 50m 4 làn, xuyên đi lên trên thành phố Bắc Giang. Thế thì bây giờ tư vấn cho anh miếng này, miếng này nữa. Đấy, để xem anh có hợp lý không? Vâng. Hợp lý thì anh mình bàn tiếp. Vâng. Nhân 18 chiều sâu, hướng là hướng đông nam, rất chi là đẹp, đường rất chi là rộng. Đấy, anh giá thì đang giao dịch là hơn 3 tỷ. Anh nghiên cứu đi, không có gì thì báo em. Cũng đang có mấy người ta cũng đang hỏi rồi. Rồi, để cái này để anh về anh nghiên cứu. Nếu mà cảm thấy hợp lý thì anh sẽ lấy cái miếng này. Đây. Còn nếu mà anh mua tài chính của anh sẽ cao hơn thì anh sẽ đi sang bên lô bên này thì sẽ có hai mặt tiền rất chi là đẹp. Đây anh đi sang này với tôi thì dẫn anh sang xem nhé. Là đất này nhà mình là cũng khuôn là cũng như bên này luôn phải không? Khuôn ngoài khuôn bên này sẽ rộng hơn và sẽ có hai cái vỉa hè hai bên nên là đắt tiền hơn, nên là anh về anh nghiên cứu đầu tư một lần, đầu tư dài hạn mà có tài chính cao thì anh tôi khuyên anh là nên đầu tư lô này. Đấy, anh cứ xem đi, lô này là hai mặt tiền rất chi là đẹp, diện tích rất chi là rộng, hướng thì cũng đẹp. Bên này là kinh toàn các nhà hàng 5 sao với các khu nghỉ dưỡng. Đấy, anh nghiên cứu đi, được thì anh em mình đi đặt cọc. Rồi thế là anh chốt luôn đây. Vâng, thế thì hai anh em mình ấy xong thì ra thì nữa ra quán cà phê kia thì em làm hợp đồng cho anh nhé. Rồi rồi, ok. Kia ở chỗ mặt đường tỉnh lộ kia, xong thì tôi ra ngoài đấy. Rồi, tôi ra trước tôi đợi nhé. Vâng, vâng. Thank you.
Ô anh. Ừ, chào em. Vâng, anh ngồi uống nước. Em gọi nước chưa? Em chưa. Em gọi đi. Xong rồi gọi xong anh mình bắt chuyện. Vâng vâng. Quý em mang anh cái quạt với nước lên nhá. Anh ngồi đi xong thì em nó mang nước lên. Anh em mình trao đổi qua về cái thủ tục cái. Xem lại qua cái. Vâng. Anh cứ xem đi, hợp đồng em soạn sẵn rồi. Anh chốt hồi đấy là hợp lý ấy. Đầu tư từ bây giờ đến ra Tết là bán là sẽ được lời cao. Thì vừa anh ngắm rồi, cái, vâng. Cái miếng đấy là anh cũng kết rồi đấy. Vâng. Thì anh cứ xem qua cái hợp đồng đi, xong thì đọc hết các nội dung các điều khoản đi, xong có gì thì hỏi lại em. Đấy, anh cứ xem cái hợp đồng em soạn có các nội dung đấy. Rồi đến đâu qua cái. Vâng. Lô đất đấy là bao nhiêu người người ta muốn mua nhưng không được. Chỗ anh em mình thân quen thì em để lại cho anh, giá cũng hợp lý, đầu tư thì siêu lợi nhuận. Cái này. Vâng. Em làm một số thủ. Vâng. Vâng. Thế thì cứ làm cho anh miếng đất này nhé. Vâng. Xong rồi anh em mình ký. Anh uống nước đi. Đọc hết các điều khoản nếu mà ưng thì anh ký xuống bên dưới thôi. Thì hai anh em mình giao dịch thì vấn đề tiền thì chờ anh chuyển khoản cho anh em được. Chỗ anh em mình thì không ok, không làm sao. Không, cái này thì anh cũng vừa đặt qua hết rồi. Vâng. Nói chung là không có gì cả. Anh thích luôn này, chúng tôi anh thích luôn này. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Rồi có gì chiều anh chủ khoản. Dạ vâng, vâng. Anh anh cứ về trước đi, xong rồi em xử lý nốt công việc xong em về. Tôi em nhé. Vâng, vâng. Vâng ạ. Thì con hạ cái chân lên trần. Hôm nay chân con cũng hầu như là khỏi, cần khỏi rồi đó. Thế hôm nay con phải tập đi băng đưa đi nè. Dạ, thôi không cần các bạn, con hôm nay không đi được một mình rồi. Thế là thì bác con rước nhỉ, con đưa con đi vòng rồi. Trưa nay nắng thì bác đi nước đá bằng đá xả con bụng đầu nhất. Vâng. Tại mấy hôm con chân này con chưa bụng đầu như đó như thế. Trưa nay bác đi nước để bác dụng. Thank you.
mỗi cây mỗi hoa mỗi thảo con cái nó là cái duyên số vợ chồng các bạn đó. Thì muốn mẹ nào cũng muốn là các con thì là vợ chồng rồi con cháu thì là con bà cũng mong với thành người ta là các con thì hiếm muộn nhưng mà mẹ con như thế thì cũng chẳng vấn đề gì cả. Tôi cũng như bác đây tôi cũng muốn ăn là lấy vợ để cho nó là thứ nhất là ăn muốn đi làm trước ngày thì nhà mẹ con cũng đã câu chuyện trò tâm sự nhau đúng không, nhưng mà đã lấy vợ không thì đây là những cây đường hoa cũng là của bạn cháu của chúng ta thì nó cũng còn bố mẹ cháu thì chắc chắn là không có vấn đề gì đâu, cháu phải hết sức hiện tại thôi còn mẹ thì biết rồi rồi. Khi người khỏi chân thì ăn thì ăn rồi, nhưng còn đàn con có khả năng nào cũng có trong bố mẹ con cũng trong trong nhà con của chúng nào thưa bác ạ. Con chồng con thì chưa thể hiểu chị ái bố mẹ con với lại không được thấu hiểu như người khác nên là bác với anh đưa con gửi đấy con cũng ngại lắm ạ. Con nghĩ bác với anh đưa con về đấy thì con lại sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Là khi bác với anh không cần đưa con về đấy đâu ạ. Bác ơi, chân con hôm nay con cũng thấy cũng đỡ khỏi, cũng gần khỏi rồi bác. Tối mai con khỏe chân con khỏi thì con cũng biết bác với anh cho con về một mình. Con là nếu mà chân con được khỏi thì con đi được thì cũng đấy là vì ý của cô khác thế thì còn bác cũng chẳng biết con là phải làm theo ý muốn của bác không chứ đấy, thế thì con nếu mà con đi được về một mình thì cũng được thôi, thế nếu mà con chẳng hại ngồi như con đã bác bảo từ ban đầu rồi cứ con nhà bác với anh như là nhà mình để cho nó thoải mái để được có cần cái cần gì cũng cần chút cố thì bác cứ bảo anh mới bảo bác nhé, đừng có ngại gì thì cả. Tóc của con chắc cũng con gái thì tóc của con thì đẹp lắm ấy nhỉ. Nhiều rồi lắm. Các cụ bác cứ còn gái tóc của bác cũng đẹp lắm, bây giờ bác có tuổi rồi thành ra nó cũng dựng đi rất nhiều chứ cứ cũng trước thì tóc của bác cũng chẳng kéo thì tóc của con như này. Các anh để làm đẩy an toàn cho em cái nhá. Rồi, nhà bác làm hết an toàn tuyệt đối đấy. Vâng, cái an toàn là cái quan trọng nhất đấy. Ê, chào các anh chú nhá. Ok. Vâng, em đi sang công trình bên này cái. À.
càng nghe không ổn rồi. Alo, tôi không liên lạc. Ông xem tình hình nào, như công trình tôi đến xem ít người làm lắm. Ông sắp xếp thêm người đến đi. Thế này làm sao tiến kịp tiến độ được. Đồ đạc thì bất linh tinh beng. Ông cho người đến dọn ngay cho tôi cái nhé. Rồi rồi, cho đến luôn đi.
về quê, thì hôm nay cháu về, cháu về ít bữa cháu sang cháu phải thăm bác. Bác có khỏe không bác? À, bác cũng vẫn khỏe. Hôm nay có lợn gà như thế nào? À, bác mấy năm nay chưa có ảnh hưởng có chân nuôi đâu. Bác chỉ ở nhà thì là nhiều nhà. Nó có ra cái tàu kết quả thì là đi chợ thì ăn khỏe một cô. Để cháu nước nhé. Vâng, bác hôm nay ta sẽ hỗ trợ là cháu yên tâm rồi đấy. Thế cháu về lúc nào? Cháu về từ hôm qua. À, mới về bác. Mới về lên thăm bác này quý hóa quá thì cháu nên đi mấy năm mà về khác hẳn lên đi. Vâng. Anh ở làm đâu thì anh vẫn làm đi công việc đi thế là anh cứ sáng đi tối về thế nào bác nhỉ? Ừ, anh cứ sáng đi tối về có buồn gì tầm được 6:30. Thế là tầm 6:30 thì anh về đúng không? Vâng. Thế thì cũng sớm bác nhỉ? Ừ. Cũng có hôm thỉnh thoảng có hôm mới về buồn muộn tí. Vâng. Em mua đâu trẻ con? Anh mua chắc là đi làm và thế nào anh vào đi chú đi. Dạ vâng. Cô bác này, anh đã không nhờ mình lấy vợ rồi à? Cháu nhớ cháu có được ăn cỗ đâu nhỉ? Ừ, chưa. À, anh đã lấy vợ rồi, cùng bà cũng đang mong mãi đi đang lấy vợ đâu. Thế ạ? Ừ. Ai mà cháu thấy từ nãy giờ dọn dẹp ở đây chỉ, suốt chỉ như là cái hôm mấy bữa trước ấy thế là anh đi làm thế là ba chạm cô đấy thế bây giờ mới lại cái sinh sát thế là anh đi về đây để bác chăm sóc cho cô đấy. Nhà chị đây ở đâu anh ạ? Nhà không về nhà lại về nhà mình đâu. Nhà chị đấy là bên cháu ạ, cũng hoàn cảnh chị cũng hoàn cảnh cháu ạ. Mà bác ơi, cháu thấy chị mình quen lắm. Cháu nhớ không nhầm là hình như lớn trước cháu xem trên mạng này ta đăng lên thế đấy bạn. Hôm trước cháu thấy người ta đăng lên đây mà. Đây các bạn, anh nhìn này, đây ảnh đấy đây. Đấy cháu thấy giống nhá. Đây này, chị đấy này, người ta viết là lấy chồng say rượu xong rồi chồng hành hạ lại còn không đẻ được với bác, thế là bị gia đình chồng đuổi đi đấy. Ừ. Nhưng mà chị đấy ở đây, chị ở đây bác chăm thôi chứ đừng để chị đấy lâu. Ảnh hưởng đến anh Hương, ít nữa lấy vợ mà không đẻ được thì bác làm gì mà có cháu được. Bảo cô ấy về, bảo chị ấy đi về nhà chị đấy. Không phải ở đây thì dân làng ra lại đồ thì lại ảnh hưởng đến anh Hương thì mới gia đình mình nhá. Cháu ạ, cái hoàn cảnh của chị đấy cũng rất là hoàn cảnh. Thế bây giờ ấy thì cái thứ nhất là anh đấy, cô bác với anh đi ra cả cái cô ấy thì đâu thì thành thực ra là anh đấy đưa cô ấy về đây là bác một trăm. Thế mà bây giờ là hoàn cảnh của cô như thế rồi thì cũng phải thương cô ấy chứ, nếu mà mình chân của cô đâu chưa khỏi bây giờ để cô ấy về thì bác không biết anh cũng nghĩ lắm. Để cô ở đây để cho bác chăm sóc cô đấy, khi nào ngày 12 cô khỏi thì chắc cô giữ cô đã ở đấy. Còn bác bảo thế thì bác cứ kêu mau đấy một thời gian được xem thế nào. Còn xong nếu chị ấy mà khỏi thì tốt nhất là bác cứ bảo chị ấy đi về nhà chị đấy. Ừ, thì bác chắc khỏi cũng không ở đây đâu. Vâng. Con cháu bảo thế thôi chứ còn con bác với anh làm nào để cho của mọi người. Anh bác đưa chị đấy được là tốt. Bây giờ cháu muộn rồi cháu xin phép về nấu cơm, bây giờ sang thăm bác với anh mà anh không ở nhà chán quá để xong rồi sống khác cháu sang nhá. Ừ, uống nước đi cháu. Thế lúc nào rảnh lại sang thăm bác với anh nhá. Dạ vâng. Bây giờ là anh có về là bác cháu mình lại tâm sự nhiều hơn. Vâng. Chưa hỏi thăm được cháu đi để gọi để cháu phải thấy như thế nào nữa nhá. Dạ vâng. Cháu về đây. Vâng. Thì cháu về nhá. Về đây. Hôm nào lại thăm chơi với bác nhá. Dạ vâng, cháu về nhá. Để cháu về nhá. Ừ. Ừ, hôm nào sang thăm bác nhá. Chị
đấy này, người ta viết là lấy chồng say rượu, xong rồi chồng hành hạ lại còn không thể được nữa, thế là bị gia đình chồng đuổi đi đấy. Nhưng mà chị đấy ở đây, dù ở đây vẫn chăm thôi, chứ đừng để chị đấy lâu. Ảnh hưởng đến Hương biết nó lấy vợ không đẻ được, bác làm gì có cháu được. Bảo cô ấy về, bảo chị ấy đi về nhà chị đấy. Không phải ở đây thì dân làng lại đồ thì lại ảnh hưởng đến Hương của gia đình mình nữa. Con nhắn Lâm Lâm mà không có ra nhà này, để đi đâu này? Ồ, con Lâm đi đâu nhỉ? Ơ kìa cháu, sao mọi người đi khóc thế cháu? Nào, tao để bác đỡ cháu dậy ra ngồi với bác nào. Nào, thôi bác ép dậy con nữa. Ơ kìa cháu, thế tại sao lại khóc thế? Có thế nào thì cứ bảo bác thế, hay là bác mẹ anh có cái vấn đề gì mà để cháu phải suy nghĩ để cướp nó với bác? Có gì mà phải ngại đâu. Cháu không sao đâu bác, không có gì đâu ạ. Hay là cháu, hay là anh biết mẹ nó nói cái gì để cho cháu phải chuẩn bị thân cho cháu? Có thế nào để cứ nói với bác xem nào. Trong cuộc sống thì ai thì sao là cháu sống với nó tới cả được, mà cháu ở đây với bác với anh, bác còn chả suy nghĩ gì là làm sao mà cháu phải suy nghĩ cái gì nhỉ? Không làm gì mà ai thấu hiểu được con như bác đâu, mẹ anh đâu ạ. Thì thôi, đi. Không khóc, có cái chuyện gì? Thời gian vừa qua con cũng làm phiền bác với anh ấy, nhưng con cũng ngại lắm, giờ con cũng khỏi ngồi nên con xin phép bác với anh con về. Cháu không phải nghĩ ngợi gì, cứ ở đây với bác với anh, lúc nào chân khỏi thì là cháu về. Thì bây giờ cứ ở đây với bác với anh, bác có nghĩ ngợi gì đâu mà cháu phải nghĩ ngợi cái gì nhỉ? Bác thì con xin phép bác con đi về đấy ạ. Nhân tao thế này sao được hả cháu? Con cũng khỏi rồi, con đi được rồi ạ. Hãy cứ ở đây với bác với anh. Đã về chân tay đi, thế này làm sao cũng đi được hả cháu mà về. Thế cứ ở đây, cứ ở đây với bác với anh. Thôi không sao đâu ạ, bác kệ con, bác cứ để con đi về. Cứ ở đây, cháu cứ ở đây với bác, nào, cứ ở đây. Chân như thế này đi làm sao được mà về, mà cần làm bên cơ mà hả cháu. Đi làm sao được. Cháu cứ ở đây với bác với anh nhé. Thôi bác ạ, con không ở được đây, ở đây được đâu ạ. Con ở đây lâu cũng con sợ là mày hưởng đến bác với anh ấy. Nên là bác cứ kệ con, cứ để con đi về ạ. Mà bác đã bảo thế rồi, mà cháu cứ quyết định thế thì bác chẳng biết lo thế nào mà gặp. Bác cứ kệ con ạ, con xin phép bác, con đi đây ạ. Bác nói thế thôi mà cháu cứ quyết định đi thế thì... Bác về bác biết nói đi, anh Hưng thế nào được bây giờ. Bác ơi, con chào bác ạ. Con đi đây ạ. Bác cho con gửi lời cảm ơn tới anh Hưng bác nhé. Con đi cháu, cẩn thận nhá. Dạ vâng ạ. Con đi đây ạ. Nhưng khổ dần dần bé.
xa đâu, con ra trong cái khuyên của đấy nếu không được thì con kèm cô ấy về. Con trong đẻ là cũng thế, thì cứ chân đau đấy cô cũng đi được một lượt, con cũng đi cố gắng khuyên cô quay lại hết, nếu cô không quay lại thì con đưa cô về, cứ để cô đi một lượt đẹp quá cũng không thế nào. Thôi bé ơi, để con ra con xem cô đâu rồi, chân tay thế là đi thì sẽ khó khăn lắm, con đi tìm cô đấy. Thì con đi cẩn thận nhá. Vâng, mẹ khởi nhà nghỉ ngơi đi. Con đi xong lúc con về đó mà. Chào ông nha. Chào ông đi đây.
tuổi của mày như thế rồi. Không, đấy con việc đó. Không. Và em vẫn cứ làm nó là con là tao là trên tay mà sao đã khỏi đâu mà đi ra được? Không có gì đâu anh ạ, chẳng ai nói gì em cả. Cái này em cũng chân em cũng khỏi rồi, ở làm phiền bác với anh nhiều nên em cũng ngại, cho em xin phép bác là em đi về. Mà trong thời gian mà chân đau mà ở nhà tôi mà có gì cũng phải cũng mong cô bỏ qua cho. Dạ không đâu ạ, giờ chân em nó cũng đỡ rồi nên là anh thôi anh cho em về ạ. Nếu mà cô quyết định về thì cô chỉ nhà đâu tôi kèm cô về, cũng đi bộ này lâu lắm. Vào thế thì anh cho em đi về một đoạn ạ. Thôi lên xe cô kèm cô vào. Ừ, nhà cô hướng nào chỉ tôi để tôi đi. Nghe mà hướng nào này ạ? Cái này đi. Rồi rồi. Thank you.
thế này à? Chỗ này em thấy nghe không ổn đâu, cái này tình toàn này nghe mưa gió trong bếp nó vào là không ổn đâu. Em cũng chẳng có chỗ nào để đi nên là em cũng mới dựng tạm cái lều đây để em ở tạm thôi nhỉ. Em ở nhà này không gọi được đâu. Nhưng mà anh ơi, em bây giờ cũng chẳng có chỗ nào để mà đi nữa anh ạ. Hoàn cảnh của em thì chồng thì say rượu, bố mẹ thì cũng không yêu thương em, hát hủi em thì cũng đuổi em ra khỏi nhà, nên bây giờ em cũng chẳng có chỗ nào để đi nữa anh. Em à, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Anh ở thời ở này không ổn đâu, không bây giờ thì thôi anh lại kèm em về nhà anh. Để cho mẹ anh chăm sóc em, khi nào mà chân nó đỡ khỏi hẳn ấy thì anh sẽ tìm một chỗ nào gọi là tốt hơn một tí thì cho em ở tạm. Thôi anh ạ, em ở đây cũng được, em không về nhà anh ở đâu ạ. Không có gì phải ngại đâu em ạ, cứ về nhà anh ở với mẹ con anh để cho mẹ anh chăm sóc vài bữa cho nó chân cho nó khỏi đi, xong anh kiếm chỗ tốt hơn cho em ở. Thôi ạ, em không về đâu, anh đi về đi. Tôi không gì để buồn em ạ, có gì cứ cố gắng lên. Bye.